Đây, mình quay mọi người coi nha. Ở xa kia đó, xa đó. Ở đất hàng này là người ta nó có sức khỏe là đi làm thôi à. Cho thấy là bà này bà ấy đó, bà đi còn đi tới đó. Đó, đó, là bà đi tới này. Tôi không? Bà đi móc ớt. Bà đi hai ớt mà bà lấy người dốc bà cái mù kia cả. Giờ mình thấy ấy là mình kéo lên đây cho bà rồi này. Để bà đi bồ giờ mà kéo lên cái dốc này này. Đây, ớt này này, đó. Nha. Bà đi ớt. Bà chín mươi mấy tuổi đó đó. Bà nói 91, 92 tuổi gì hả? À, chứ phải cái đó. Nhưng mà bà đi còn đi tuột mù mịt kia cả. À, giờ dốc bà lên không nổi. Mình kéo lên, mình đi thấy vậy thôi. Kéo lên cho bà chút xíu. À, người Hàn Quốc đó. Chỗ nào đi móc, chỗ nào người ta ớt, người ta hái xong bắt đầu bà đi móc, giống Việt Nam. Đi móc vậy á. Đó, bà đi đằng xa, đằng xa, đằng xa, đằng xa đó. Hai tay đi đằng xa dễ thương không? Đó, đó, đi đó. Bà đi vậy đó. Ngày nào bà cũng đi móc hết á, bữa này bà đi móc đâu, bữa bà đi móc ớt, bà đi lum la hết á. À, đấy, bà biểu này Tôi đưa lên cho bà, thả lên cho bà. Còn thì hai ớt đưa cho bà cái bệnh bán rồi tôi à, 92 tuổi hả? À, đây là chip đi vào về à, tuổi hả? À, cá sân này tuổi già giờ đó cho bây giờ bà kể sức xe này ớt này. Còng cành càng càng nữa. Ừ, thôi chào mọi người nha. Hẹn ấy lại. Bye bye. Và chào lại. Và chào. Đi. Chào tạm mọi người.